không hết, uống hộp sữa, uống hộp sữa nhỏ không hết, uống hộp sữa lớn. Chào mấy chị nha. Thank you.
có bán con mẹ gì đâu mà trời. Sớm vậy tính cạnh tranh với Duy đúng rồi, thấy Duy nó nổi quá. À cha dâu hả chị, cái bộ này mặc lên sang lắm chị Lan Chi ơi. Nè chị Lan Chi nè, 240 ngàn. Bộ này là bộ cô tông nè mấy chị, bộ này bộ cô tông, bộ này em có đủ size, size từ 60-65 kg tới 100 kg bộ cô tông nha, bộ cô tông 100%. Tại tấu qua rượu rượu nó nhảy aerobic tới chị Hạnh xong rồi thở như chó xuống lai không có nổi. Thấy tôi rượu lớn không? Đây bột cô tông. Chị nào chưa chốt bột cô tông thì chốt lên nhà em bột cô tông nha mấy chị nha. Chưa chốt thì tranh thủ chốt lên nhà em bột cô tông ha. Bột cô tông này 220 ngàn. 220 ngàn bột cô tông, mà bột cô tông này quần váy đẹp lắm. Bột cô tông quần váy rất là đẹp. Cha dâu yên ơi. Thì bởi vậy em quên cái vụ cha dâu đi. Mẹ chồng thời em móc á, chị là mẹ chồng thời em móc rồi đó. Em có hai cái bộ này sale nè, 250 sale còn 180 bộ này, nhưng mà chỉ còn size dưới 72 kg thôi. Bộ này là quần dài nha mấy chị, bộ này là bộ quần dài ha. Đây bộ này là bộ quần dài mấy chị ơi. Đồ đẹp chị bóp em lại mặc đẹp lắm, phải chất lượng lần đầu mua ok. Ủa chị cá tường nhiêu ký à? Nhiêu ký mà phải đi bóp lại chứ. Trời ơi, để tốn tiền mua đồ còn tốn tiền đi bóp nữa bạn ơi. Đây là chị, bộ này dưới 72 kg, dưới 70 kg cũng ok ha. Bộ này chị nào 62-70 là ok nè. Bộ này bây giờ còn hai bộ sale luôn, 250 sale luôn nha mấy chị. 180 ngàn. 180 ngàn, tao có tưởng mày đang giỡn. Hình như mới cưới cái mấy năm rồi. Rồi lên tiếp, cái gì sale được sale hết nha. Gì sale được sale hết đi mấy chị. Nay ngày live ba chồng có đủ tiền đi chợ với bà nội ơi. Đây là bộ quần váy nhưng mà bộ này 82-92 kg. Bộ này 82-92 kg, bộ ren này. Bộ ren này 82-92 kg nha. Chị nào chưa chốt bộ này thì chốt đi, em sale cho mấy chị còn 170 ngàn. 240 sale còn 170. Áo khoác còn thì gõ chờ em chút, bấm nút chia sẻ đi, 5 phút nữa em lên cho. Nhưng mà còn size dưới 75 kg thôi nha. Còn hai mã, mã beo và mã bi. Không nhận buổi sáng bán đắt dễ sợ em beo luôn. Sáng bán cái chi mà ghi không kịp beo luôn mấy chị. Bộ sale dài hả chị Cát Tường? Bộ sale dài này phải không? Bộ quần dài của Phương Linh nè. Phương Linh tới nhà lấy. Phương Linh mới cưới 2 năm. 180. Cát Tường bộ đó 180. Phương Linh bộ này 180. Đau lòng rồi. Rồi bây giờ còn mấy cái áo này em sale cho mấy chị. Đây nè mấy chị ơi, áo này là áo màu rêu. Áo màu rêu, áo này bán cho mấy chị 50. Áo này size từ 65-90 kg vừa. Comment giùm em áo rêu 50. Bộ sale chị cắt thường bao nhiêu ký mà bộ sale? Hãy lấy cái tô lên đây. Cho chị mượn tiền, có tiền không? Mượn anh Phước anh. Đau không? Mua cái của chị ít đường nhiều hộp dai nha. Còn uống bẩn nhiều hộp dai ít đậu hũ. Ít đường, cá nước dừa nha. Áo rêu của Nguyễn đưa ấy lắm. Đưa về bấm hương lên cho chị. Nguyễn Yến Ngọc 50 ngàn. Nguyễn Yến Ngọc,
Chút nữa vô trong tin nhắn chọn giùm em ngón tay lên một cái. Mỹ phẩm nè, 50. Mới ngủ dậy gái. Đây để có tiền đi chợ đó gái. Đây mấy chị ơi, đồ em còn ngoài kia nhiều lắm mấy chị ở trên kệ. Hồi bữa dọn đồ qua bỏ trong bao chưa bung luôn á. Ủa chị Cát Tường bao nhiêu ký? Cái bộ kia tới size dưới 92 kg được chị Cát Tường lấy không? Áo thun này là từ 60 tới 90 kg nè. Comment giùm em đen hoa. Đen hoa 50 ngàn ha. Áo rêu của Giang Nguyễn. Áo rêu của Giang Nguyễn. Comment giùm em đen hoa nha mấy chị nha. Đen hoa. Đen hoa 50 luôn mấy chị ơi. Giang Nguyễn nè. Giang Nguyễn 50. Bộ sale đó size 82 tới 92 kg là chị Cát Tường không? Cát Tường có lấy thì báo em bộ sale đó nha. Rồi áo đen hoa bán cho mấy chị 50 đen hoa luôn. Chị nào chưa chốt đen hoa thì hôm nay chốt giùm cho em. Like phục vụ thôi gái. Like phục vụ thôi chứ vẫn like kia là giờ chính ha. Đây em còn 3 bộ này dưới 70 kg nè. Sale cho mấy chị còn 120 ngàn. 120 ngàn bộ này mấy chị ơi. 120 ngàn bộ này. Chị Lan Chi có muốn lấy cái đầm này không? Em sale cho chị 90 luôn. Đen hoa của Hiếu Võ Phú Yên nè. Đen hoa với màu rêu. Hiếu Võ có lấy rêu không thì báo luôn. Lấy hai cái 100 ngàn nè. Rêu. Rêu phế khổ tim nè. 50 ngàn luôn ha. 50 ngàn luôn. Hiếu Võ 50 Phú Yên. Áo đen hoa của chị Lan Chi. Ok chị. Lan Chi 50 ngàn đen hoa. Cái này là cô tông 100% nha chị. Giang Nguyễn lấy thêm cái đen hoa nè. Đen hoa của Giang Nguyễn nè. Mấy cái vải đây cô tông 100% mấy chị mặc mùa này ok lắm mấy chị. 100 ngàn của Giang. Đầm đây nè chị, để em cho chị coi cái đầm nè nha. Cái đây là cọng dây địt ở giữa nè chá. Nhưng mà vải đẹp lắm ha. Thì đó, thì bởi vậy em nói chị là dưới 70 kg thôi. Chị cắt từ. Cái đầm này là chị Lan Chi mặc ok nè. Đầm này sai chị luôn. Thứ nhất là khi chị mặc cái form nó sẽ củ ngang như thế này nè. Nè nó sẽ có một cái tà phối đỏ nè. Khi mà chị mặc cái dây địt chung nguyên ngang này nè, nó ra một cái đầm rất là đẹp chị. Nó ra cái đầm dễ thương lắm. Rồi bán cho chị đầm này cho chị Lan Chi 9. Lan Chi 90. Rồi bây giờ em có 3 bộ này 120 ngàn sale là chị Cát Tường. Bộ này size của chị Cát Tường nha. Em có một cái áo nam 140 bán luôn cho mấy chị 100 ngàn. Áo nam này chồng chị nào dưới 65 kg hốt. Dưới 65 kg bán 100 ngàn. Rồi bộ này nè mấy chị. Bộ này sale 120. Đủ mẹ hoa. Đủ mẹ hoa của Mỹ Dung mới. Để coi tụi con không nha Mỹ Dung. Chờ em chút Dung ơi. Chút nữa kiếm một cái móc mà có hai cái kẹp hai bên á. Kẹp cái đầm này vô giống như cái đầm vàng kìa. Cứ để dưới đây nhăn bán không được luôn. Đen hoa hết rồi, bây giờ chỉ còn rêu thôi. Bộ này 120 nè. Bộ này dưới 70 kg. Coi giùm em bộ này nha mấy chị nha. Bộ này là bộ chính tóc. Bộ này dưới 70 kg thôi. Còn 3 bộ sale 100 ngàn cho nó hết hàng đi mấy chị. Sale 100 ngàn. 3 bộ này đều dưới 70 kg. 220, 240 mà sale còn có 100 ngàn là mấy chị biết rồi đó ha. Em sale là cực kỳ rẻ. À em có một bộ này XL nè mấy chị. Bộ XL là dưới 80 kg. À xin lỗi mấy chị nha. Những bộ này là đều là từ 70 tới 80 kg. Xin lỗi đọc lộn. Những bộ này là 70 tới 80 kg chứ xin lỗi. Không phải là size L nha mấy chị. Nhìn lộn rồi. Nhìn lộn không phải size L. Rồi tiếp tục. Áo cái môi. Áo cái môi size từ 60 cũng tới 85 kg vừa. Áo cái môi là màu xám nha. 50 ngàn comment giùm em áo môi. Áo môi 50 ngàn mấy chị ơi. Áo môi 50 ngàn bé nào chưa chốt.
Chị Lê Hà miền Bắc nè. Chị Lê Hà tối hôm qua có bill nè. Lê Hà Quảng Ninh phải không chị? Quảng Ninh 100 ngàn của Lê Hà nè. Còn bill đầm, đầm nào Hiếu hả? Cái đầm kia chốt rồi, 400 ngàn của chị My Lê. My Lê này cho chị Yên cái tỉnh, chị Yên nốt cái tỉnh lên đi. My Lê cho chị Yên cái tỉnh nha. Tại có hai My Lê á. My Lê 100 ngàn. Nè coi chốt cái tỉnh vô để đó chút cho mọi người con mà chú Huy đi. My Lê Thi Võ áo môi 50 ngàn. Thi Võ áo môi 50 ngàn. Nguyễn Yến Ngọc áo môi 50 ngàn, đó là màu xám đó mấy chị. Nguyễn Yến Ngọc mỹ phẩm 50 ngàn. Rồi ai nữa mấy chị? Lily Phạm. Lily Phạm vô trong tin nhắn chưa giờ? Inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Lily Phạm ơi. Lily Phạm ơi vô trong tin nhắn. Inbox giùm cho em địa chỉ số điện thoại. Còn khách cũ thì vô chọt ngón tay vô nha. Chứ hồi làm bill không biết thì mấy con xả uổng lắm mấy chị. Lily Phạm. My Lê có rồi vô trong tin nhắn chọt ngón tay chưa? Bộ XL hết rồi. Bộ này hết rồi, đen hoa hết rồi Bảo Vy. Áo môi của Trúc Lê có dấu 50 ngàn nè. Áo môi của Trúc Lê. Nguyễn Tâm nhớ mua thêm nha. Nguyễn Tâm 738 inbox cho địa chỉ được kèm số điện thoại là Nguyễn Tâm ơi. Những chị mà em kêu inbox cho địa chỉ số điện thoại là làm ơn inbox nha. Em tốt ra em kiểm tra không có mất công em xả nữa ha. Mất công xả. Áo môi Nguyễn Tâm 738. My Lê Long An. Người giữ Long An vô. My Lê với bộ xét á. Để mai chị gửi về cho mày đừng có cho anh gì tao có để cái chị gửi về cho. Để tao gửi với mày rồi về cho ở chuyện khoản á. Tao có quên mày hoài. Ừ quên. Để lấy size lớn cho bữa nay mặc đi đẻ. Đây là quần nam nè mấy chị, quần nam này là 140. Thì bây giờ còn một cái màu xám này. Em sẽ bán cho mấy chị 100 quần nam này và khoảng cỡ dưới 65 kg. Ha. Ok Ly Ly Phạm. Nãy mày ghi vô chưa vậy? Ly Ly Phạm. Nó cái bill Ly Ly Phạm nó móc ra lại. Ly Ly Phạm 400. Ly Ly Phạm bữa mua đồ chị rồi phải không? À Ly Ly Phạm là làm bill nhớ trừ Ly Ly Phạm 20 nha. Ghi là 862 Nam Định. Hello. Thấy thấy rồi kìa. Có Rin ngố 85 kg. Đây là Trinh Trinh. Ông Rin này là Rin chín tóc. Chín tóc size của Trinh Trinh nè. Đẹp không? Chín tóc size của Trinh Trinh. Còn cái sale 200. Áo mặc vẫn còn chị Hoa Nguyễn ơi. Nói nghe nào Hoa Nguyễn. Vô chốt bill mà hỏi địa chỉ số điện thoại. Chốt bill mà tôi cầm điện thoại tôi trả lời bà tôi mệt á. Áo này có đầy đủ 4, có đầy đủ 5 mẫu nha. Áo này có đầy đủ 5 mẫu 140 ngàn. Lấy số máy thì báo. Cũng. Bây giờ mấy chị chốt đồ mấy chị đừng có cho mấy ảnh dùng bill. Tại vì mấy ảnh làm một nhà bill ở trước đó mấy chị. Đừng cho mấy ảnh dùng bill tội nghiệp ha. Bill này chừng nào nhiều nhiều thì gửi. Bộ này dưới 72 kg luôn nè. Bây giờ em bán cho mấy chị 120. Bộ này dưới 72 kg nhưng mà bộ này vải đẹp lắm ha. Bộ này dưới 72 kg rồi sale 120. Comment giùm em bộ đen viền trắng. Dễ thương lắm mấy chị. Đen viền trắng 120 ngàn. Dưới 72 kg. Ăn game không? Ăn game không? Nuôi mày heo quá bẩn à. Đòi gì ạ? Đòi gì ông tía? Em có đầm đỏ size từ 93 tới 100 kg. À, chị ơi có cái quần nào vải nhẹ coi giãn mình mặc thoải mái. Size em không quần giãn quần lửa gì cũng được. Đây Hiếu Võ. Còn hai cái. Còn hai cái quần 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 phân su. Quần phân su mà giống cái vải nó giống như quần Alibaba vậy á. Còn hai cái. Đây. Quần này mà mày mặc mà hơi bị sướng luôn á gái. Rồi bữa
bữa nay chùa cô sửa lại đẹp ha, chùa cô bữa nay hoa huệ rồi đẹp lắm. Thế nào Hiếu Phở, dễ thương không? Đã không? Trời ơi, quần này 140 ngàn một cái, hai cái lấy 260. Bộ đeo viền cánh của Phương Linh, Phương Linh qua nhà lấy, ghi là Phương Linh Gò Vấp ấy. Bộ đó em còn nhưng mà giờ chưa biết để đâu, để từ từ em lụng em mấy chị. Phương Linh Gò Vấp. Hôm nay còn gì trong nhà em bán vài chục cho mấy chị hết hàng ha. 120. Phương Linh Gò Vấp. Những chị nào mà em kêu cho địa chỉ số điện thoại mà nãy giờ chưa cho nha, là môn xã nha. Bộ đen viền trắng của Bảo Vy 289. Bảo Vy inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nè Bảo Vy ơi. Bảo Vy hai đưa cái bịch vàng lên cho chị. Bảo Vy 289. Để coi thử quần này Hiếu Võ có chốt không ạ? Nếu bà chốt thì chốt, còn không chốt thì bán cho Minh Phụng Lâm nha. Báo lên giùm phát đi. Bảo Vy 289. Bảo Vy 289 inbox địa chỉ số điện thoại liền nè. Bảo Vy 289 120 ngàn. Inbox địa chỉ số điện thoại liền nha Bảo Vy ơi. Một phút không có là em xả đồ ha. Một phút không có xả đồ. Hiếu Võ Phú Yên nè, 140 của Hiếu Võ Phú Yên. Rồi bỏ cái quần này vô ghi cho Minh Phụng Lâm nè. Minh Phụng Lâm 140 ngàn. Bộ đen viền trắng hết rồi. Chưa, để từ từ coi thử Hiếu. Gì vậy? Có bịch cơm cháy, sắp được cơm tráng vậy. Rồi em còn mấy bộ đây, giờ em bán cho mấy chị 100 ngàn bộ. Trời ơi sao cứ vậy, không bị bảy đang like mà. Áo môi còn Dung Trần ơi. Áo môi em còn, áo môi với áo rêu em còn, chị quốc cặp luôn đi. Em có một cái áo em có một cái áo rêu nè mấy chị, rêu cô tông. À không, cái này cùng. Áo môi hết rồi chứ ơi. Áo môi sạch sẽ. Đen viền trắng hết rồi chị. Đây em còn bộ này, em còn một bộ dưới 70kg và hai bộ dưới 90kg. Rồi bán cho mấy chị 100 ngàn luôn đi. Có đầm 83kg Ngọc Quách. Bên em đầm nhiều lắm. Chị Ngọc Quách chờ em một chút nha. Đây nè mấy chị ơi. Bộ này, bộ này cưng lắm. Bộ này khi mấy chị mặc là như thế này nè. Nè, em chốt cho chị Cát Tường bộ này nè đó. Đây nè, cái này cột lên trên cổ. Cái này khi mấy chị còn mặc cột lên trên cổ giùm em ha. Dạ ok Bảo Vy. Đây nè, nó sẽ như thế này nè mấy chị. Nhưng mà bộ này dễ thương lắm. Bộ này em chốt cho chị Cát Tường bộ nè. Bộ này cho chị Cát Tường 100 ngàn. Còn hai bộ dưới 90kg. Có nghĩa là từ 82, 83 tới 90kg ha. Dạ. Bộ 70kg chốt cho chị kia rồi chị ơi. Bộ 70kg em chốt cho chị kia rồi Trinh ơi. Bảo Vy. Bảo Vy. Bình Dương hả Bảo Vy ha. Bình Dương rồi Bảo Vy, Bình Dương. Em like buổi chiều like 2 giờ và tối like 8 rưỡi nha mấy chị. Bộ 70kg hết, bây giờ em chỉ còn 2 bộ 82 tới 90kg nha mấy chị nha. Em có một cái áo rêu cô tông là cũng 60 tới 88kg vừa. Comment giùm em rêu 50. Chính Nguyễn Thị một bộ 100 ngàn. Phùng Lâm Khánh Vy bộ này sọ nha, sọ rộng nè. Chính Nguyễn Thị nè. Bùi Ngọc Diễm, anh mới làm bill hả anh? Bỏ cái bộ này ra cho Bùi Ngọc Diễm đi vậy. Dán chưa? Chắc chưa đâu. Không đi rồi. Bùi Ngọc Diễm, bỏ cái bộ 100 ngàn vô Bùi Ngọc Diễm nè. Hãy đưa cái bộ này cho anh Phước ơi. 85kg vừa, 85kg vừa nhưng khách lấy rồi. À bộ này là chốt cho hai người nè nha. Một bill là của chị Chính Nguyễn Thị, một bill là của Bùi Ngọc Diễm. Quăng Bùi Ngọc Diễm xin cho anh Phước chưa? Bùi Ngọc Diễm 100 ngàn. Áo rêu 50 ngàn. Áo rêu này còn hai cái. Còn hai cái áo rêu 50 ngàn mấy chị. Bộ 90kg hết rồi. Em còn một bộ này sale 170 nè mấy chị. 240 sale 170. Bộ này cưng lắm. Bộ này là hơi bị cưng.
82 tới 92 ký. Bộ màu bò viền trắng. Bộ này là quần váy nha. Bộ này là quần váy. Mấy chị thấy cái phông quần dài không? Bộ này 82 tới 92 ký, comment giùm em bộ 170-90 ký. Rồi bộ 100 ngàn hết rồi mấy chị. Hết rồi Tùng Lâm Thắng Vy. Ai? Ai? Xả bill, nói thôi bây giờ chị xả bill em nha. Không có cho dồn lâu vậy. Nói bây giờ xả bill luôn đi. Tôi nói với mấy chị bao nhiêu lần rồi. Mấy chị muốn dồn bill mấy chị phải báo. Mấy chị ngứa chỗ nào mấy chị phải kêu gãi. Chứ không phải bill đi lên hệ thống. Bill đi bill quấn rồi bắt đầu là nhà. Nhà em mà cha chồng em đi bắt chim, mẹ chồng em đi bắt bướm, bà ngoại thì em thì đi đẻ con sao ở bệnh viện. Ở nhà không ai nhận bill mấy chị bớt ỉn nhầm với tôi đi. Đủ máy mới sáng được chọc tôi chửi. Anh Phước với anh Tư làm bill với bé Lùng với thằng Thông làm bill. Chứ không phải tôi làm bill. Cho nên mấy chị bớt bớt giỡn giùm tôi một cái đi. Một lần làm bill rất là khó cực. Một buổi sáng là từ 6 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa là để dành làm bill không á. Lưu ý giùm tôi cái đấy mới đi bà nội. Không biết mấy bà ngứa ở đâu gãi cho mấy bà nè. Xả bill đi khỏi bán. Quỷ mà. Áo rơi của Huyền Nguyễn. Huyền Nguyễn ơi, Huyền Nguyễn này à, vô trong tin nhắn chơi dùm ngón tay lên dây yên cái nha Huyền Nguyễn. Nè em ghi Huyền Nguyễn xong em bỏ lên ghế cho chị coi địa chỉ số điện thoại nha. Rồi một cái áo rêu cho Minh Phụng Lâm nữa. Đưa cái bill Huyền Nguyễn bỏ trên ghế đi. Rêu này em còn thử coi có hai cái à. Ờ ba cái nè. Anh Phước dùng đơn cho chị đi rồi kìa. Bộ 107 này của Tùng Lâm Thắng Vy nè. Mấy chị làm giống như cái chuyện Doraemon đi. Một ngày người ta làm bill từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa mới xong. Bữa nay có anh Tư thì đỡ. Còn mấy hôm mấy chị biết không, em thức tới 1, 2, 3 giờ đêm. Em làm hà. Sau là buổi sáng phải dậy làm bill cho mấy chị mà mấy chị cứ dậy không à. Chị comment sau chị đừng có cãi mấy bên em. Có thể là mấy chị nhìn mấy bên chị, mấy chị comment trước nhưng mà qua mấy bên em là mấy chị sau. Nha. Tùng Lâm Khánh Vy 107 nè. 170 ngàn của Tùng Lâm Khánh Vy qua bỏ vô không nó rớt. Dạ Huyền Nguyễn này, Huyền Nguyễn ơi. Huyền Nguyễn vô trong tin nhắn chọt giùm em ngón tay đó. Nếu là khách vụ để em biết. Em nói cái bill lên đó nha. Cái mấy chị gương ngứa không la. Bộ 170 còn không? Bộ 170 của Hiếu Võ còn bộ. Ngứa không la cho ta biết mà cứ vậy không à. Hiếu Võ Phú Yên 170. Còn gì em xeo mẹ hết đi mấy chị ơi. Để nhà chặt chỗ đó. Em có hai cái làm size lớn này giờ bán luôn 100 ngàn. Size này 92 tới 100 ký mua để dành đi ăn cưới mấy chị. Em nói thật sự luôn á. Đầm này họ 200, 280 hay 300 gì em không nhớ. Nhưng mà mấy chị biết sao không? Vải nó đẹp lắm. Vải nó vải đỏ mà vải rủ ha. Đỏ đô mà rủ ha mấy chị coi nè. Có tay nữa ha. Đây. Đầm này chị nào 92, 93 tới 100 ký hốt bán luôn 100 ngàn. Bán luôn 100 ngàn đầm này nha mấy chị nha. 100 ngàn đầm đỏ 92, 93 tới 100 ký. Rồi chị nào chốt đầm đỏ chốt lên giùm cho em đầm đỏ. Em có một bộ len dệt giờ bán sale luôn 70 ngàn gió nè. Len dệt này 280. Hoa lê. Để con lấy cái rêu của Nguyễn Tâm. Dạ rêu. Rêu của Nguyễn Tâm. Ủa Nguyễn Tâm nãy giờ cho địa chỉ số điện thoại chưa vậy? Nè Nguyễn Tâm. Chị Nguyễn Tâm này ở đâu rồi chị Nguyễn Tâm? À, rồi bên Nguyễn Tâm thành phố vô đi. Dạ có rồi. Phạm Trâm chị ơi. Cái làm đen đúng mực lấy sao chiến lưỡi dao về đi mua giùm chị con. Ok. Gì vậy? Ông quậy gì không? Ok là gì chị Lan Chi ơi? Kim Tuyến Huỳnh. Kim Tuyến Huỳnh đầm đỏ em. Kim Tuyến Huỳnh đầm đỏ 70 ngàn cho Kim Tuyến Huỳnh nè. Một cái đầm đỏ này để cho chị Lan Chi nè. Rồi 100 ngàn. Quỷ Kim Tuyến Huỳnh mày phi ngựa qua chị đi Kim Tuyến Huỳnh ơi. Mày làm ơn mày phi ngựa giùm qua tao một cái đi. À dạ tầm đỏ của chị Lan Chi nè. À, Huyền Nguyễn hồi nãy giơ ngón chân lên cho em chưa vậy Huyền Nguyễn?
tại vì cái bill Huyền Nguyễn này nó trùng nhiều lắm. Huyền Nguyễn mới giơ ngón chân lên á. Nghệ An 609 Nghệ An. Dạ hồi tối qua chị có mua đúng không? Ấy chưa, hôm nay là có gì em quất ở nhà mẹ hết đi mấy chị. Để gì mà cái quần què gì trong nhà cũng để hết trơn á. Để gì nhiều lúc cũng có chỗ ngồi để em coi được cái này gì quất luôn. Cái này cái gì quất luôn. Ừ, bộ viền trắng. Chị nào chưa chốt bộ viền trắng, bộ này chốt cho chị gì quên rồi. Chị hai chữ, chị gì mà nãy hỏi chị vừa hay không á. Hả? Không, chị vừa nãy chốt mà không có đồ chốt kịp nè. Bộ viền trắng nãy sale còn nhiêu vậy? 100.000 phải không? Chị vừa nãy hỏi bộ viền trắng nè. Cát tường. Rồi cát tường viền trắng 100.000. Ừ vậy đi, cho nó mau nó rẻ. Cát tường viền trắng. Cát tường viền trắng 100.000. Em dơ rồi chị. Em biết thấy rồi chị, thấy đâu. Thấy đâu, thấy chị dơ đâu. Còn cái áo rêu này nè mấy chị ơi, áo rêu này. Áo rêu này có củ chim ở trước nha. Có thấy hai dây hay áo dây. Áo dây là chờ đang may. Áo rêu này có củ tim, comment giùm em áo củ tim nè. Comment giùm em rêu củ tim 50.000 luôn, 60-90 kg rêu củ tim. Đây là vừa bán vừa tặng nè. Vừa bán vừa tặng nè. Lấy em 5 cái áo chị đang mặc, 5 cái màu này phải không? Hay là 5 cái 5 màu ở Kim Tuyến mình. Đây mấy chị ơi, coi giùm em nha. Hơi bị đẹp đầm này, chị nằm khoảng 85-100 kg hốt. Sell cho mấy chị 70.000 đồng, 85-100 kg. Sell 70.000 luôn. Viền trắng XL chưa có đấy. Lấy 5 cái một màu hay là 5 cái 5 màu báo giùm. 5 cái mà 5 màu là mày về mày bán mà mắc công mày cho mày ới chị yên nữa. Tao nói thiệt, cái tao đâu có nói giỡn đâu. Đó, em có hai cái đầm này nè. Chị nào 100 kg thì hút cái mã này nè. Mã này rộng hơn ha. Bán 70.000 đầm bẹt vai luôn á chị. Bán 70.000 luôn cho hết. Em có một cái đầm dưới 75 kg nè. Đầm rớt vai. Bán luôn cho mấy chị 50.000 đồng rớt vai dưới 75 kg. Dưới 75 kg đầm rớt vai màu cam đất nha. Bán luôn 50.000. Bán luôn, ai đổ nợ biết liền rồi mấy chị à. Đơn em đi cho em để mua tim rồi gửi. Đơn Mai Lan Hoàng đi chưa? Hình như tối qua để bill Mai Lan Hoàng ra làm rồi. 5 màu á chị, ok. Kim Tiến Quỳnh. Kim Tiến Quỳnh đang báo 5 màu. Sao mày không lấy 10 áo 5 màu gái? Em lấy 10 áo 5 màu để Kim Tiến Quỳnh cho chị tính sĩ cho nó rẻ nè. Riêu đầm. Đầm của Vũ Sen 70.000 nè. Rồi, làm xong rồi quấn đi em. Vũ Sen 70.000 nè. Ừ đó, bà Dung Trần dễ thương không? Dung Trần cũng có mấy Dung Trần ghi vậy là hiểu nè. Rồi Dung Trần riêu cổ tim 50.000. 364 Dung Trần. Dung Trần 364 50.000. Áo cổ chim 5 cái, lấy 10 cái em. Mỗi mẫu 2 cái. Tiếp tục Vũ Sen KK ở đâu ra KK vậy mẹ? Đầm cam của chị Lan Chi nè. Sale 70.000 của bé Lan Chi. 70.000 của bé Lan Chi rồi dạ. Chị chỉ có chị coi lo là chị mới chốt đồ được đâu chị Lan Chi rồi. Chứ ở ngoài chị hỏi em có gì là em có biết. Em như gà rù á. Đầm biệt dai cách lấy rồi. Hôm nay chế lai sáng dạ kiếm thêm tiền đi phở chị. Kiếm thêm tiền ăn phở. Trên Phan dưới 75 kg 50.000. Trên Phan inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại liền nha. Trên Phan ơi. Rồi để bill trên Phan đây nè. Inbox địa chỉ kèm số điện thoại liền ha. Inbox liền giùm cho em trên Phan. Lấy 10 cái vô dạ. 10 cái 5 màu. Rồi để đây. Bill của tim của bé Tường Vi. Tường Vi có dấu 50.000 để nó đi từ từ à.
cho tôi cái đầm nha. Cái đầm khách lấy rồi Phương Linh ơi. Đầm khách lấy rồi, lên tiếp tục ơi. Em còn một cái đầm thun lai dông nè. Em còn một cái đầm thun sọc. Chị nào không thích cổ rộng cổ sâu về thêm một miếng, một miếng đen vô. Áo đang mặc có màu trắng không? Áo đang mặc em có 5 màu hết. Thì Nguyễn Kim Anh. Theo nè, đây là một cái đầm. Đầm này là hàng sale, nói chung là hàng sale em sẽ không cho mấy chị trẻ đâu nha. Đầm này size dưới 93-94kg. Nè nó bị hơi dơ ngay cũ về mấy chị giặt ra giùm em. Và đầm này em sẽ bán cho mấy chị 50.000 luôn cho đỡ mất phong lông. Đầm sọc 50.000, size 93-94, chỉ dưới 95kg. Chị nào muốn mua đầm này thì em lên áo cổ tim. Bao nhiêu ký? Vừa 60-90 anh Happy Ruby ơi. Gửi đồ lên chưa vậy? Rồi bây giờ chị nào có chia sẻ em bán áo khoác 90.000 cho mấy chị nha. Đây nè, cái mã em đang mặc là mã số 1. Áo này 140.000, nó là thun giấy nha mấy chị. Nó là thun giấy. Mã em đang mặc là số 1 mấy chị. Tên gì quên rồi. Quỷ gì mới lấy 10 áo quên rồi. Rồi Kim Tiến Huỳnh. Kim Tiến Huỳnh 10 áo. Xuống lấy giùm chị 2 cộng thun mấy hả? 2 cộng thun để chị cột lại. Áo này là áo mã số 1 Kim Tiến Huỳnh. Đây là áo mã số 2. Lấy cái thun kêu ra ngoài. Đây là mã số 2 là Mickey nè mấy chị coi thun giấy nè. Thun giấy rất là đều không có mà chị ơi, em đang đưa lên nè chị. Em đang đưa lên. Áo sọc của Mille, Mille nãy kêu cái tỉnh gì Long An hả? Rồi Mille 50.000 nè. Mille ghi cho Dũng nha. Đang lên áo lẻ. Cái này là Mickey nha mấy chị. Mickey này là mã 2. Mickey là ngày hôm qua em có mặc like. Mickey mã 2. Chị nào chưa chốt mã 2 chốt lên giùm em Mickey mã 2 ha. Mickey mã 2. Mã số 3 là Chanel đen. Các chiều hôm nay có 50 của Mille Long An hay sao. Cái này là mã số 3 nè mấy chị. 60-100kg. Mã số 3 là Chanel đen. Mã số 3 còn không được 2-3 cái thôi ha. Mã 3 Chanel đen. Áo này là không nhầu, không cứng vải. Nói chung là mặc tuyệt vời mát. Mã 3 mấy chị. Chị nào chốt mã 3 chốt lên giùm em mã 3. Mã 4 là eo vì đỏ nha mấy chị nha. Mã 4 là eo vì đỏ. Các kiều đây có bộ nữa. Đây là mã 4. Mã 4 là eo vì đỏ mấy chị. Vải đã lắm mấy chị ơi. Chị nào mà mặc cái này một lần là ta nói ghiền mê ghiền mệt. Chị nào có chia sẻ chút nữa em bán áo khoác cho mấy chị 90.000. Nhưng mà đều chỉ còn size dưới 75kg thôi. Và một cái mã cuối cùng là mã 4. Sao đưa chị 2 cộng thun. Để mai lên mua ít thun lớn. Trăm tư ở mỏng ngô vải đẹp lắm. Mã 4. Và lên một cái cuối cùng là mã Mickey là mã 5 ha. Vải đẹp lắm. Nó là thun giấy mà mỏng ngô coi nè. Mã Mickey là mã 5 nè. Coi vải nè. Ở đâu kiếm vải được như vậy. Không nhầu, không nhỉ, không rỉ, không xép. Nha. Không ship, Trâm Anh Nguyễn không tính ship. Rồi 5 mã. Mã em đang mặc là mã số 1. Mã số 2 là Mickey lớn. Mã số 3 là Chanel đen. Mã số 4 là eo vì đỏ. Mã số 4 là eo vì đỏ. Rồi 5 mã. Bé nào chốt mã gì thì báo cho em mã đó. Cái này của chị. Mã số 5 là Mickey này nè. Mã số 3 là này nè. Mã số 3 là Gucci này. Mã số 3 cho Nguyễn Kim Anh. Đúng rồi. Rồi mã số 5 là Mickey nhỏ cho mỏng ngô. Hãy qua mày cột cái đây tay chân như con cọp đấy. Rồi đưa chị ghi. Rồi mã số 3 Nguyễn Kim Anh. Trăm tư. Mỏng ngô. Dạ nhắn tin nick nào cũng được trên ơi. Lát em đi em đưa ngón tay. Giờ đưa luôn đi bà nội. Còn lát lát nữa chứ. Nè. Nè lấy thêm áo này nè Mẫn Ngô ơi. Áo này tôi còn đúng cục này 4-5 cái. Dạ 60-70 cái còn đúng cục mấy chị. Đây nha. Đây là mã số 3 Chanel đen. Chị nào chưa có Chanel đen thì chốt lên giùm em Chanel đen nha. Cái nào chưa có em chuẩn bị em ra đợt tiếp theo là áo cổ tim. Đấy,
Mã số 2 cũng đẹp lắm nè, Mã Ngô lấy cái mã số 2 mặc nè. Mã Ngô lấy cái mã số 2 rất là đẹp. Mã 2 cưng lắm, hiện qua có mặt hồi lai mã 2. Đây là mã 2 nè. Đó. Áo của tim hết rồi gái ơi. Hết sạch hết xỉ. Không còn gì để mất. Em có một bộ len dệt nè, mã 1 cho em nữa, Trúc Lê. Trúc Lê mã 1 là mã vàng đó cô. Như thế nào? Cho em ghi cái chuyện mà vô mấy chị hỏi mình trả lời, mấy chị không trả lời lại lắm.
Bộ này nè mấy chị ơi, bộ này mới về tối hôm qua. Bộ này kèm với quần chín tóc, khi mấy chị mặc lên nó sẽ ủi, nó sẽ nằm xuống như thế này ha. Bộ đen này Trinh Phan nãy giờ có địa chỉ số điện thoại như vậy Trinh Phan. Ghi Trinh Phan xong rồi bỏ lên đây cho chị. Trinh Phan một bộ à, thẩm mỹ Hồng Trinh một bộ, chờ em chút. Ủa Trinh Phan nãy giờ cho địa chỉ số điện thoại như vậy Trinh Phan. Nè giờ xả nè. Một thứ món thứ hai mà tôi cho chưa có gì địa chỉ số điện thoại, thứ nhất là tôi xả nè. 240. Rồi bà Trinh Phan đâu rồi? Trinh Phan ơi, Trinh Phan làm ơn inbox cho địa chỉ số điện thoại vô trong ngón tay dơ giùm em lần cái. Thẩm mỹ Hồng Trinh 240. Thẩm mỹ Hồng Trinh inbox cho địa chỉ số điện thoại. Còn 2L còn 2L nhiều. Cái bộ này vải đẹp tuyệt vời, 65kg thẩm mỹ. Đâu rồi bà Trinh Phan bên HCC bên kia nè chị. Còn em nhắn tin chị bên kia nít bỏ chị nít hay là nít sân bay. Chị nhắn tin sân bay này chị chọn ngón tay lên giùm em cái đi. Vô sân bay chọn giùm em ngón tay lên cái đi. Lấy em áo chị đang mặc 100kg thẩm mỹ Hoàng Trinh. Bộ kia thì 65kg đúng không nè. Bỏ cái áo cho chị nè. Rồi cái áo vàng này thì size 100kg đúng không? Thẩm mỹ Hồng Trinh inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. Đây thẩm mỹ Hồng Trinh 140 nè. Chào ngày mới chưa làm được đâu. Để bill của bà lại đó cho em. Bill bà không có làm được đâu, để em làm. Đổi cái gì á? Bà 80kg 1m5 mà bà mặc cái đồ L á thì bà mặc không vô, mà ít L bà rộng bà đổi. Cho nên làm bill chỉ khó lắm. Để từ từ làm đi. Đáng lẽ là bộ nào là chị mặc L được rồi, giờ gửi tiếp cái bộ ống rộng nó qua rộng tiếp. Nó khó lắm, mặc mà theo giá mấy chị. Ví dụ như mua đồ lai á, là ví dụ như chỗ đó nó rộng tí thì mấy chị cũng phải nuông theo nó. Ôm ôm tí chỗ đó mấy chị cũng phải nuông theo nó. Tại vì người ta may là may say rập chuẩn. Người ta may là người ta may rập chuẩn, chứ người ta không có may theo mấy chị. Trinh Phan có thấy đâu trời. Trinh Phan không có thấy cái nick nào bên Ý Yên hết nha. Đang cầm máy Ý Yên nè, không thấy một cái nào của Ý Yên hết trơn á. Trinh Phan vô trong phân bay đi. Không có đâu chị. Trinh Phan là hình nền, hình nền hai em bé màu đỏ, là chỉ có trong phân bay nè. Chưa có chốt chị chào ngày mới được đâu, mai mới chốt lận. Nè sợt ra Trinh Phan xong ra màn hình trắng gấu luôn. Đi vô trong phân bay giơ dùm ngón tay lên cái đi chị. Ra cái bắt đầu màn hình trắng phiếu gì không có chốt luôn chị gì nữa. Thẩm mỹ Hồng Trinh. Thẩm mỹ Hồng Trinh cũng cho địa chỉ số điện thoại nè. Hồng về thử đi, cái nào không ok thì báo em đổi cho. Ghi tối qua Minh Xu Hồng là để anh Phước làm ghi chữ không thu mà. Trang chị đang like không thấy chuỗi chứ tới nhờ bên Võ Thị Yên cũng đâu thấy đâu chị. Vậy sao em chúc với chị được. Còn cái chị gì à, cái chị gì á, chị gì à, mới lấy cái áo ra là mới rồi. Thẩm mỹ Hoàng Anh. Thẩm mỹ Hoàng Trinh. Đúng rồi. Đâu rồi trời. Đủ á bán giày xả mẹ hết đây trời. Bán gì cái địa chỉ với cái số điện thoại mà cũng có. Bán cái con mẹ gì không biết nữa.
Đây nè chị, áo mà em mặc bình thường chứ đứng như không đứng gì chứ. Đây nè gái, sợ ngắn đúng không? Nè dài phủ mẹ cái đít luôn mà ngắn gì nữa. Áo này tôi tiết rập mà. Áo này vải đẹp lắm mấy chị. Áo này vải cực kỳ đẹp. Em còn một cái áo khoác nữa. Chị nào có chia sẻ em bán áo khoác 80 luôn, khỏi bán 90, còn hai size, còn hai mã thôi. Một mã là mã bi, một mã là mã bi, còn mấy cái bán 80 luôn. Này, 150 bán còn 80. Đây là mã bi nè mấy chị, dưới 75kg hết nha, 60. Nhắn lên địa chỉ luôn đi chị Trinh. Ai à? Sao hả? Bộ này là bộ dài. Kiểm tra bộ đó. Sao hả? Mở ra cái bộ chính thức ra. Rồi đưa đây, bỏ vô cái bao lại. Bỏ vô cái bì kia, nhét vô cái bì kia, có sai sẵn á. Cứ chốt xong sẽ kiểu đây đi kiếm bao bỏ lại, cũng lòi le. Còn hòn đưa đưa đây. Còn hả, nếu không kiếm sai sẽ ra, kiếm sai sẽ ra. Rồi rủ mẹ không biết đồ ở đâu bán, rồi cuối cùng nắm nắm đầu tiêu hết. Nắm đầu tiêu mẹ hết, cũng còn quầy quầy gì để bán hết trơn. Nói ra sao mấy chị kêu khó khăn. Mà mấy chị thử đi bán like thử, mấy chị biết có lòi le không? Không những lòi le mà tí hồng bé luôn á. Những loài le mà còn loài hán nữa. Rồi xe bao hàng xuất. Khi mà đưa cái áo lên em có nói với mấy chị là áo này dưới 75kg vừa, 60 tới 75kg vừa. Là em có nói rõ ràng với mấy chị như thế nha. Cho nên mấy chị là lưu ý giùm em đi. Áo sale em đưa lên em có nói là 60 tới dưới 75kg. Là nó sẽ nằm ở cái dòng lao lý đó. Chứ nó không có nằm hơn được. Cho nên ai muốn ráng 1-2kg thì vô mặt tét vú đến chiều tôi không chịu trách nhiệm nha. Mà hàng sale là bên tôi không trao đổi trả. Hàng sale thì bên em không trao đổi trả. Ừ Trinh Phạm cho lên lại số điện thoại Trinh Phạm ơi. Cô bé bấm sao cái nó luộc mẹ Trinh ơi. Trinh ơi cho lại chị dùm số điện thoại đi. Tại sao kiếm không có ta. Chụp lại đi. Quẹt tay vậy nè. Mấy em Phước không? Quẹt tay đó của Trinh Phạm đây. Đây là cái bộ ống bát. Bộ ống bát này là hai. Ủa lên đẹp đẹp. Đẹp lên áo khoác. Em còn hai mẫu mấy chị. Em còn một mẫu beo và một mẫu chấm bi. Rồi sao luôn 80 cho những chị có chia sẻ ra chị. Áo khoác này là che lên tới này là chống nắng nè mấy chị ha. Áo khoác này che lên tới này chống nắng luôn. Đó. Chị nào chốt chống nắng thì chốt lên giùm em chống nắng nha. Có rồi có rồi. Còn cái chị gì đây thẩm mỹ hòn gì đây. Đau khổ dễ sợ thiệt chứ. Rồi còn chị thẩm mỹ hòn Trinh đâu chị ơi. Chưa bao bấm chia sẻ không có bán đâu gái à. Ví dụ như mấy chị là khách cũ á thì mấy chị cũng báo giùm em là khách cũ hay là cái gì á. Mấy chị làm như mấy chị là trung tâm vũ trụ hay sao á trời. Nè máy mà cứ sọt ra trắng bóc gì thì làm sao kiểm tra địa chỉ số điện thoại không biết nữa. Sọt giùm em cái thẩm mỹ hồng trên cái hả. Gái người nào cũng tự gái, đồ má có mình tôi cũng tự gái à. Nhảy ra thua có biết chốt được hay không, thua luôn. Mẹ nói là size từ 60 tới 75kg á. Hobby của Trinh Phan nè. Hobby của Trinh Phan. Rồi bả còn ở đây không trời. Bà còn ở đây cũng biết nữa. 80 ngàn. Minh Phụng Lâm áo bi. Minh Phụng Lâm bi 80 ngàn của Minh Phụng Lâm.
xin hai cái cài áo mà cũng phải đòi cài áo Chanel nữa vậy, bà nội nào vậy? Đưa cài áo thì người ta đưa gì cũng được. Quỷ à, vô đây gặp chửi nữa giờ. Minh Phụng tới ai rồi hại? Hiếu Nguyễn nè, Hiếu Nguyễn áo khoác bi nè, 80.000 Hiếu Nguyễn.
lên đi chị ơi, bữa nay đồ đẹp xuất sắc luôn. Chú cáo này sẽ xẻ dễ thương. Chấm bài tương tác em mấy chị ơi. Mấy chị nhận được thông báo chưa nè? Cái áo em mặc hả? Không, em mặc nguyên set luôn. Chào chị Ngọc Mai, chào chị Bích Thủy, chào chị Thùy Trang. Em đang mặc là nguyên set luôn nha chị. Lên mấy chị ơi, chia sẻ bài cho em cái nha. Em đang mặc là nguyên một cái set luôn, em có đăng bài đó. Nguyên set luôn nha. Chia sẻ cái mấy chị. Cái này là nguyên một set. Cái này là một set luôn, nó có quần luôn chị. Set này là nó có quần luôn, nên là mình bán nguyên set luôn. Được chị, 5-4 cái đẹp vậy mở hàng luôn phải không? Đợi em xíu nha. Rồi vô mở hàng liền đã với người ta. Cái này là lụa măng gò cao cấp, đẹp xuất sắc luôn. Giá là 110 nha chị. Giá là 110. Set này hồi trước tới là em bán được một lần. Em có bán được một lần. Rồi, Trịnh Thùy Trang cho em số điện thoại đi chị. Ghi số điện thoại cho em nha, 110 set ăn mặc. Nay hình chúng ta lên được chút liền luôn. Hello Nhạn Trần, chào chị Huỳnh Thúy Trường An. Ghi số điện thoại cho em đi chị ơi. Ghi số điện thoại cho em nha. Rồi, cảm ơn chị Thùy Trang nè. Mua thêm nữa chị nha, mua thêm nữa nha. Thả lại thả tim chấm bài cho em đi mấy chị ơi. Cái set này nó tiện được lắm. Em có màu đỏ, màu đỏ là mẫu khác nha. Từ từ lên. Từ từ lên mấy chị ơi, để cởi cái set này ra nè. Đó, chị nhìn kỹ cái set của chị mặc đi, đẹp dữ lắm luôn á. 54kg là mặc bao đẹp. Cái quần này chị, cái quần của mình là nửa lưng thun nha, rất là thoải mái luôn, có túi luôn. Để mặc set đỏ. Thằng set trắng, ta set trắng đi. Set tao làm cái mạc ở trước đi trời. Làm cái mạc ở trước á. Ôi, nhức nhối. Cái set này chưa bán thôi á. Mẹ hả bà chị, em lấy hơn chục set rồi mấy chị. Lấy hết chục set mặc rồi đó. Mặc cái áo riêng cũng được nè. Cái áo mặc riêng cũng được. Cái quần đẹp dữ trời. Set 110 nha. Bao giá cho mấy chị luôn. Tại em canh sale á. Vô mấy chị ơi, đợi đông đông nữa bán nha. Thả like thả tim chấm bài tương tác em mấy chị ơi. Set là 110 một set nha. Set là 110 set. Cái này là trước Tết mấy chị có mua rồi. Đầu năm thì nó lên giá nhưng mà em không có lên nha. Em không có lên giá gì hết trơn á. Vô đi mấy chị ơi, đợi mấy chị vô đông đông. Em bán mấy cái này trước á nha. Chào cô chủ họ Đinh. Thấy em không? Thả like thả tim cho em cái nha mấy chị nha. Nhiều khi like mấy chị không có thấy em á. Rồi, em bán mấy cái này cho mấy chị trước nha. Cái này bị xả nè. Cái này chốt bị xả một mớ. Bán 78 mà bán 101 thì mua ủng hộ chị nha. Cái khăn bao tay nè 15.000 bị xả em bán cho mấy chị 13.000 thôi. Khăn bao tay, cái khăn này á là cái khăn ta kêu là cái khăn san hô, mình treo vậy nè ngay góc bếp á, khi nào mình làm mình nấu nướng được xong mình rửa tay, mình rửa chén được xong mình rửa tay mình lau vô đây là nó khô liền luôn mấy chị nha. Nè, siêu thấm hút luôn. Khăn bao tay 13.000 cho mấy chị thôi, 13.000. Em còn vài cái mình lấy mình lên mã cho em nha. Khăn lau nè, cái này mua người hai cái, mua xong rồi không lấy mấy chị ơi. Khăn lao tay 13.000, lấy chốt liền giùm em nha. Em còn 5 cái nè, khăn lao tay còn 5 cái, có 5 cái thôi, lấy lên mã giùm em là khăn lao tay nha.
bông tẩy trang có một bịch. Bông tẩy trang có một bịch nè. Bông tẩy trang một bịch là 222 miếng nha. Bán cho chị 25 ngàn thôi. Đúng một bịch luôn. Lên mã cho em là bông tẩy trang nha. 25 ngàn. Bông tẩy trang 25 ngàn. Chốt vì mấy cái này bị xả chứ mấy chị giờ mua cũng có đây. Hết hàng rồi, năm nó chưa có hàng mấy chị. Đầu năm chưa có hàng. Còn găng tay cao su. Không, chưa có hạt điều đâu. À, bao tay cao su 10 ngàn. Găng tay cao su 10 ngàn. Còn đúng đôi luôn, còn một đôi. Bông tẩy trang cho Trịnh Thùy Trang nè, 25 ngàn. Đi 25 luôn. Rồi cái này lên mã bao tay mẹ 10 ngàn. Bao tay 10 ngàn. Cây rửa ly là 8 ngàn đồng. Rửa ly, rửa bình sữa, bình nước, rửa gì cũng được hết. Lên mã giùm em là cây rửa ly. Cây rửa ly còn 3 cây. Cây rửa ly còn 3 cây. Chị Trịnh Thùy Trang lấy bộ đăng mặt luôn hay sao chị? Chị ghi bộ trắng nè. Ủa, cái set này là em có đăng bài mới chị thấy cái hình đẹp gì lắm luôn á. À, cây rửa ly. Rồi lấy cái bộ đăng mặt luôn phải không? Rồi ok. Cây rửa ly giá của mình là 8 ngàn. Bao tay 10 ngàn cho Kim Liên Phan. Set em đang mặc rất là có set rồi chị ơi. Để xíu em đưa lên. Nhiều mẫu nhiều màu lắm. Nói chung hàng đẹp mê luôn á. Đầu la vô là chị Trịnh Thùy Trang là chị lấy hai bộ luôn rồi nè. Set này là cáo phơm dài phối với lại cái quần dạng quần váy á, quần nổi lưng thun nè, đẹp lắm. Chất liệu của mình là lụa măng gò cao cấp, nó có nhiều mẫu lắm mấy chị, nhiều mẫu nhiều màu lắm. Mua một hồi là chục bộ luôn á, rất là đẹp. Đây mấy chị chốt luôn đi, để hồi ta vô đông rồi mình mua không được. Đây form nè, từ 45 cho tới 60 kg, từ 45 cho tới 60 kg lụa măng gồ, giá là 101 set, giá là 101 set nha. Quần của mình nửa lưng thun nè, cái này 60 kg đổ về, 45 tới 60 kg ok. Lên mã cho em set đỏ nha, màu đỏ đẹp chưa. Cái form này là nó giống cái form hồi nãy mặc đó mấy chị nè. Set đỏ 101 luôn. Chốt đi, hàng này yến sale em được có mấy chục bộ mấy chị ơi. Không được nhiều. 101. Rồi cái này lên mã cho em là set xanh nha. Set xanh. Cao gọn mét 6 thì 62 kg lọt luôn nha, ngực trăm đổ về vừa cho mấy chị nha. Từ 45 kg cho tới là 60 kg đổ về là vừa hết á. Cái này set xanh, set đỏ. Set xanh, set đỏ 110. Ủa cái bộ đầu tiên màu đen em thấy là đẹp ghê. Bộ xanh cho Thùy Trang 3 bộ luôn. Với 3 bộ. Rồi set kem. Chất lụa măng gồ nè. Rồi kem luôn. Rồi chốt kem luôn, hết xanh rồi. Chị Tư Nguyễn ơi lấy màu khác giùm em nha. Kem nè, đỏ nè. Cái này em không có bán, cái này báo thử. Hết xanh rồi. Còn kem với đỏ. Hỏi cái giá em chị ghi mà. Kem đỏ, còn cái này cho em mã là hoa đỏ nha. Cái này cho em mã hoa đỏ. Kem cho Lan Mai, ghi số em chị Lan Mai ơi. Cái lưng nó bo thun nè, mình mặc vô nó sẽ giãn ra đẹp lắm chị ơi. Đỏ cho Uyên. Lan Mai ghi số em nha. Rồi cái này cho em mã là hoa đỏ nè. 101 em bao giá luôn á. Hồi nãy đổ tài nó ta like 107, 108. Mua em rẻ quá trời nè. Mua bao cũng xếp mặt, mặc vô gọn, đẹp gái liền. Nè, cái này cho em mã hoa đỏ. Lan Mai ghi số em nha. Chưa có số để đợi lấy số nha. Hàng đẹp mê luôn mấy chị. Chắc nó đã. Hoa đỏ được 2 set nè. Hoa đỏ được 2 set nha. Chấm bài tương tác em mấy chị ơi. Chị nào xin số thì số liền giùm em nha. Số mới chốt đơn được á. Có số không chốt đơn được. Rồi thấy số Lan Mai. Chất lụa măng gồ á mấy chị mặc đã dữ lắm. Cổ trụ nè, 58 kg, ngực dưới ngực trăm đủ giờ là ok nha chị. 58 kg mặc được. Rồi cổ trụ. Các em có đăng hình luôn nè. Cổ trụ chất lụa măng gồ đẹp chưa? Form 55 57 kg đổ về nha.
về từ 45kg trở lên. Cái này cho em mã hoa nâu. Mã hoa nâu. Hoa nâu nha, 101 một set. Rồi cái này cho em mã là hoa đen. Cổ trụ mấy chị mặc lên đẹp, mà mình không muốn trụ thì mình gỡ cái nút ra. Dạng cài nút á, mặc vô dễ thương lắm. Hoa nâu, hoa đen. Cái form này mặc lên dễ thương lắm mấy chị. Để em trồng cho coi cái form. Uyên Uyên hả? Đầu Uyên Uyên có rồi, Lan Mai hả? Trên số Lan Mai rồi. Chồng em mua bộ này 250. Đó, chị chồng mua 250, em bán nhiêu? Em bán 101 mua đi mấy chị ơi. Rồi cái bộ này cho em mã hoa đen. À, hoa nâu, hoa đen. Xếp cho nó thành giống gì nè. Đó. Hiểu không? Tay quần nè mấy chị. Quần nửa lưng thun. Rồi thích cổ trụ không nè, chốt cho em cổ trụ nè, cài hết thì nó dày. Đó, còn nếu mà không cài thì cho nó dày cho thoải mái nè. Rồi chốt cho em hoa đen, hoa nâu. Hoa cam. Hoa hồng. Với lại hoa xanh nha mấy chị. Cái mẫu cổ trụ thì nó có nhiêu đây à? Ít lắm. Dành cho ai mà thích dạng vậy nè. Đây hoa xanh nè, vải lụa mango nha. Nhận hàng là bao mê luôn. Đó, hoa xanh, hoa nâu, hoa hồng, hoa cam, hoa đen. Thích hoa nào chốt hoa đó liền. Hoa xanh cho Như Ý Nguyễn nè. Đây hoa hồng, chất lụa mango đã lắm. Gột 98 đổ về ok ha. Đó, hoa hồng. 5 dây xả đen cho Kim Liên Phan nè. Ngày mai là có nước xả vải trắng mùa nha. Trưa mai là mình có hàng về. Rồi hoa cam luôn. Vải nhìn qua hình là mấy chị thấy cái vải rất là mịn. Vải rất là mịn nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mẫu khác nè. Mẫu có tay. Tranh thủ chốt có mấy chục bộ mấy chị. Cái mẫu này nó ít nha. Tại người ta sale ít nè. Hàng này hàng ăn đông, cao cấp. Cho nên mình mua cậu hàng VIP luôn á, mà giá rất là rẻ. Rồi mẫu này. Mẫu này nó phối vậy mấy chị nha. Đó. Phần giữa là có bo thun. Hoa hồng cho chị Nhung Hồng. Nhung Hồng ghi số mấy em chị ơi. Nè, form của mình bé 660kg đổ về nha. Thấp thì 58kg đổ về giùm em, từ 45kg trở lên. Rồi cho em mã là phối đỏ 101 một set. Phối đỏ 101 một set. Mã phối đỏ. Rồi thấy số Nhung Hồng. Rồi cho em mã phối đỏ. Hoa cam cho chị Phương Dung. Phối đỏ lấy hàng. Rồi mẫu này mấy chị cho em mã số 3 nha. Mã số 3. 100 đổ dời đẹp luôn mấy chị ơi. Chị nào mà cao mấy 6 á, 62kg lọt luôn. Cái quần dễ chịu lắm, nửa lưng thun nè. Mặc vô trời ơi đẹp xuất sắc luôn. Rồi mã số 3 là mẫu này nha. Mã số 3. Ai thích màu đen lên nè. Rồi chưa. Rồi cho em xếp đen. Phối đỏ cho chị Trần Thị Thu Hà. Phối đỏ. Này số 3. Lẻ không hả chị? Không la lẻ không. Hoa đen. Hoa đen đang mặc cho thì Linh. Rồi cái này cho em mã là bộ đen nha. Xếp đen. Xếp đen cho Uyên Uyên nè. Chất đã nè, chất lụa mango mặc xuống lắm. Hè mà mấy chị trời nóng nực á, mình mặc mấy cái set này ok lắm luôn. Đi chơi đi đồ mặc lên dễ thương lắm. Rồi cái này mấy chị cho em mã số 10. Mã số 10 là phối đen vậy nha. Này mã 10. Mã số 10. Gì vậy? Bộ chị mặc nha. Bộ chị mặc. Bộ này nè, này. Bộ chị mặc ở đây đây, đợi chị tới ra. Mã số 3 màu đen cho chị Lan Mai. Số 3 màu đen đâu có. Không có số đen, số 3 đen chị. Không có số 3 đen. Số 3 là màu đỏ nha. Em chốt số 10 cho chị Kim Dung. Cái này nè. Cái số 3 là màu đỏ, Lan Mai lộn mã rồi chị. Không phải nha. Cà phê hả? Cà phê mã gì chị? Rồi lên mã cho em là mã số 20. Số 20 hôm
thấy có tay không? Có tay á, ờ đúng. Này, bông đen nè. Rồi lên mã cho em là mã số 20 nha, mã số 20. Dạ. Bông đen á. Hồi nãy chị kêu đến nha. Cái bộ chị đang mặc cái gì đó. 101 chị ơi. Váy maxi hả? À bữa nay em không có maxi. Rồi cái này cho em mã set kem. Set kem ngược trăm đổ về nha, 60 kg đổ về đẹp, 45 kg mặc được nha. 45 47 50 55 kg vô tư giùm em. Rồi này set kem, cái kia là mã 20 là cái màu vàng vàng á. Màu vàng vàng á. Tuấn xếp cao cấp. Xếp cao cấp. 58 kg mét 6 đẹp nha. Rồi cái này lên mã cho em là mã phối kem. Phối kem này sang ghê chưa? Phối kem sang ơi, sang rồi sang luôn. Phối kem cái quần dễ chịu chưa nè. Rồi mã phối kem. Em ghi số vô đi. Cái kia là mã số 20 á. Ừ. Ghi vô đi hồi quên. Cái này cho em mã là phối kem. Hả? Cái đó là xếp kem rồi. Phối kem cho chị Trịnh Thùy Trang. Phối kem đó. Bữa nay làm việc với nhân viên mới, mới tin luôn, mới làm bữa thứ hai. Nhân viên mới nữa. Rồi cái, ủa đẹp quá à. Cái này cho em mã hoa đen. Đẹp quá à. Cái này mấy chị mặc lên sang lắm nha. Sang ơi sang luôn, mặc đi đâu em thấy cũng được hết đó. 101 xếp lụa măng gòn cao cấp. Phối kem không hết rồi. Rồi cái này lên mã cho em là hoa đen hả? Em nói hoa đen nha. Hoa đen. Dạ 101. Hoa đen cho Như Ý Nguyễn. Giá 110.000 một set à. Em bán gì cũng rẻ hết mấy chị ơi. À cái bộ hồi nãy em mặc á, còn một set nè. Cái này chị nào lấy lên mã cho em là cổ trụ nha. 65 kg không vừa chị ơi. Cái này mã cổ trụ giùm em. Cổ trụ. Mét 6 60 kg vô nha, thấp thì 58 kg đổ về thôi. Mai Như Kỳ. Chị muốn mua cà phê giảm cân với lại ủ tóc phải không chị? Phải không chị? Phải không? Tại vì em dịch nãy giờ chị ghi á, là vậy phải không? Lúc trước em không bán chị mua cả mười mấy bộ 240 hả chị? Trời đất ơi. Ghê vậy. Mười mấy bộ luôn. Hồi trước tới là em bán được có một đợt rồi chị. Mẫu cổ vest nè. Cổ trụ cho chị Tiên Nguyễn. Ừ, đó đó. Ngực 100 nè. Từ 45 cho tới 60 kg. Mét 6, 62 kg vừa. Cái mẫu cổ vest này em mặc trồng cáo cho mấy chị nhìn nha. Một xíu nữa em đưa màu mình chốt thôi ha. Một lớp bàn chải hả? Là một set không em? Một set đúng không? Một set 5 cái. Hay lại mua một hộp luôn Như Ý Nguyễn. Đây nè em mặc cho mấy chị coi cái form trước đi. Rồi một hồi mình chốt theo màu cho em nha. Chị Tư Nguyễn nó bỏ em mặc luôn nha. Em mặc cho chị coi form nè. À rồi lấy một hộp. Em ghi chị in ra là em ghi là một hộp bằng chải. Ghi vô là một hộp bằng chải. Bằng chải đó mình mà bán tạp hóa. Mình mình bán một cây 5.000 cũng được nữa. Hai lần cây 10.000 là thấy rẻ biết sao. Tại cái giá của nó ghi phía sau là 36.000. Đây. Đó mình chỉnh lại cho đẹp. Phía sau là nó có bo thùng. Phía sau có bo thùng. Rồi em lấy cái set đang mặc cho chị Tư Nguyễn nha. Rồi em đưa màu nè, lụa thêm nè. Rồi cái này mấy chị lên mã cho em mã số 1 đen. Bộ em mặc lấy cho chị Tư Nguyễn rồi. Đẹp quá. Này cho em mã 1 đen. Cái chỗ này nó có nút nè. Cũng mua trên live ta bán hả chị? Vậy thôi ủng hộ em đi chị ơi. Rồi lên mã cho em là số 1 đen. 1 đen em được 2 bộ. 1 đen là em được 2 bộ nha. Số 1 màu đen. Bộ em mặc là 1 đỏ. Bộ em mặc là 1 đỏ. Em được 2 bộ. Lấy này bỏ cho chị Tư Nguyễn. Tư Nguyễn bỏ vô. 1 đen cho Như Ý Nguyễn. Đừng có cầm cái giếp. Dính mực. Rồi một đen còn bộ nữa. Một đỏ còn bộ nữa nha mấy chị. Trời ơi. Cái màu này phải em bán được trước Tết cho mấy chị mặc ha. Nè. Cái màu mặc đúng Tết luôn.
bộ em mặc hả? Rồi lấy màu đỏ cho chị Hoàng Hằng. Là để nó đợi chị bỏ ra. Rồi cái này lên mã cho em là phối đỏ. Một đen còn bộ cho chị Thu Hường. Một đen. Má Như Kỳ ơi, chị mua cái gì chị? Rồi cái này cho em mã phối đỏ. Một đen hết rồi, để hồi em đưa cái màu đen khác cho chị luôn. Cái này cho em mã phối đỏ nha. Bộ em mặc hết. Giá là 140, giá là 110 ngàn. Ủa bộ em mặc còn nè. Ừ, phối đỏ. Ủa khác luôn, khác nha. Bộ em mặc còn một bộ. Mã số 1 đỏ còn một bộ, bộ em mặc còn bộ nha. Nhét nhét cho chị hồi nãy. Rồi cho em mã phối đỏ nha. Phối đỏ là em được 2 bộ. Phối đỏ là em được 2 bộ, 110 một bộ, set thiết kế. Nãy giờ khách em nói mua 220, 240, xét không kìa bắn ai kìa. Giờ mua của em rẻ quá trời, tranh thủ nha. Rồi lên mã cho em xanh lá luôn. Mặc lên đẹp quá mấy chị ơi. Xanh lá luôn, 110 ngàn đồng một set. Xanh lá nè. Khác nha này khác. Thả like, thả tim, chấm bài tương tác em mấy chị ơi. Tranh thủ chốt, em có mấy chục bộ à. Xanh lá cho chị Tư Nguyễn. Xanh lá em có một bộ thôi nè. Set này mấy chị mua nè. Set trắng đi, set trắng sang lắm. Có một set duy nhất mà không có mỏng đâu. Chất lụa mango á, nó không có mỏng. Cái quần nè, nụ lưng thun nè, mấy chị thấy 60kg là mấy chị ok thoải mái. Còn chị nào nhỏ cái thun này nó không có giãn. Còn chị nào mà bự thun nó giãn ra, 60kg đổ về vô tư luôn. Nó là resize, từ 45 cho tới 60kg đổ về hen. Rồi trắng cho Linh Thị Tường Vi. Này chiếc rò mặc được á em, chốt đi. Rồi lên mã phối nâu luôn. 110 ngàn, 110 à. Lụa mango cao cấp xếp thiết kế. Rồi cho em phối nâu. Set này mặc lên đẹp mà nó gọn, mà nó sang lắm mấy chị ơi. Phối nâu được 2 set nè. Phối nâu được 2 set. Set trắng có 1 và chị Thu Hồ. Rồi cho em phối nâu. Phối nâu được 3 set luôn. Phối nâu. Phối nâu chị Nguyễn Thúy. Cái này cũng màu trắng nè chị. Rồi cái trắng này mình ghi cho em là trắng nâu đi ha. Mã là trắng nâu. Mã trắng nâu. Phối nâu cho chị Trần Thị Thu Hà. Rồi cho em mã trắng nâu. Mã trắng nâu một set duy nhất. Mã trắng nâu nha. Cái này mình mặc vô không có cái áo của em là nó sẽ dày nè. Nó không có hở đâu chị. Tại cái áo dày của em nó cao lắm. Cho nên mấy chị mặc không có hở. Chấm bài tương tác em mấy chị ơi. Thả like, thả tim tương tác em khách ơi. Màu đỏ đẹp quá. Đỏ đỏ hồng hồng. Đỏ quá đẹp luôn. Cái này cho em mã là đỏ đậm nha. Cho em mã đỏ đậm đi. Nó khác của em mặc. Cái này đỏ đậm. Shop mặc đồ đẹp quá. Nếu nhận được hàng của shop chắc mặc đặc. Mặt đẹp lắm nè. Cảm ơn chị Lan Mai nha. Trắng nâu cho chị Thu Hà. Này cho em mã đỏ đậm. Không mà đẹp thiệt nha chị. Đẹp thiệt á. Có trắng nâu rồi chị Kim Tiền Huỳnh ơi. Mai Như Kỳ em hỏi chị không có trả lời em. Chỉ ghi mã không à. Rồi cái này cho em mã là hoa đỏ nha. Hoa đỏ nhìn thấy giống như Tết luôn á trời. Hoa đỏ em được 2 set nè. Hoa đỏ lấy hàng. Làm cho nó giống vậy hả? Cái sao hồi á các em mới nhìn ra cái mẫu. Chứ em để vậy hồi đâu nhìn thấy cái mẫu không biết nó mẫu gì luôn. Hoa đỏ cho Kim Tiền Huỳnh nè, rồi em lấy số chị luôn. Đó, nhét cái bộ đi vô. 65kg là chị phải cao, chị cao trên mét 6 chị mặc nó vừa. 65kg là cao nha chị, chứ nó bị kích tại vì cái form em thấy cái form ngực nó tầm 60kg đổ về thôi. Bự hơn nó kích ngực. Được. Trời ơi, đẹp chưa? Cái này đắp chéo hoa nè. Cái mẫu này đẹp quá. Hoa đỏ cho trên luôn. Cái này để em đo cái bự nha chị. Ngực được 102 nè. 62, 63 kg đổ về. Ai mà cao trên 65 kg vừa nha. Bộ này mấy chị đổ cho em từ 50kg trở lên mặt đẹp. Lấy bộ này luôn hả em? Rồi, cái này trên 50kg nha. Từ 50 cho tới 60, 62kg. Rồi, cái này bi hả? Rồi bi đen cũng được, mã bi đen luôn. Bi đen cho Như Ý Nguyễn nè. Ủa,
Cúc bé beo nghỉ rồi hả? Trời ơi, ta nghỉ nay năm mấy rồi bà, giờ mới hỏi. Chào chị Tiết Kiều. Bi đen nè, bi đen cho chip rò luôn nha. Đắp chéo hả? Là lấy này cho chị Tư Nguyễn luôn nha chị. Beo nó nghỉ nay năm mấy rồi chị, chắc 2 năm. Nghỉ nay 2 năm rồi chị. 101. Có đồ dạ kiểu áo ga bà ba hiện nay không? Trần Thị Mỹ Tiên hả? Giờ chị ghi số điện thoại lại coi em coi đúng không nha. Rồi cái này nó giống vậy luôn mà nó màu đỏ nè. Cho em mã chéo đỏ nha. Chéo đỏ nè, nửa lưng thun phía sau. Cho em mã chéo đỏ. Chéo đỏ lấy hàng nha. Chéo đỏ cho mềm. Mẫu này đẹp quá trời mà sao có nhiều này. Ủa em còn có mấy bộ nữa là hết hàng rồi mấy chị ơi. Mấy chị tranh thủ chốt nha. Này phải không ta? Đợi em xíu. Phải không? Rồi để kiểm tra thử. Rồi em nói chưa là kiểm tra đơn. Mai kiểm tra đơn. Ok để mai kiểm tra đơn mình nha. Chéo đỏ cho Như Ý Nguyễn. Đợi em xíu coi mẫu này phải không nha chị. Phải là em chốt. Ai khác nha. Khác khác. Ôi trời ơi. Mấy chị ơi cái cổ này dạng cổ vest mà cái tay cánh tiên nè. Bo thun phía sau nè. Cái này là từ 47 cho tới 60kg đổ về. Cái này mấy chị cho em mã phối nâu đi. Phối nâu nha. Trời ơi nó đẹp. Nó sao nó có hai bộ vậy. Phối nâu với phối đen. Dễ thương quá. Phối nâu và phối đen. 101 nha chị. Chất liệu là lụa mango. Nè sao được có hai bộ vậy. Bởi vì đồ đẹp sale ít quá. Trời ơi. Phối nâu cho cải bắp nè. Cải bắp ghi số điện thoại lại nha. Mất số rồi. Rồi phối đen. Phối đen. Em có cổ sơ mi nữa nè. Cải bắp ghi số lại nha. Phối đen cho Như Ý Nguyễn. Này vô gù bả là gì á. Rồi cổ sơ mi nè mấy chị. Em gỡ cái nút nữa đi. Làm cái mạc ở đằng trước á. Nhìn không có thấy được cái phom cổ. Nè. Cái cổ sơ mi xuống nha mấy chị ha. Rồi cái này mình cho em mã là số 8 đi. Số 8 màu đen. 60kg cao thì 62kg. 45kg trở lên là mặc được cái kiểu này dễ mặc. Rồi số 8 đen. Số 8 đen. Số 8 nâu. Số 8 đen nâu trước nha. Chị Tiết Kiều lấy 8 đen nha chị. Thấy số cải bắp nè. Nhớ số cải bắp nè. 8 nâu ha. Này nó phối cái nâu vô rồi mình cho em 8 nâu. Bộ đỏ đang mặc còn á chị. 101 bộ. Rồi này cho em mã là 8 nâu nè. 8 nâu là em được 2 bộ. 8 nâu cho chị Trần Hằng. Rồi 8 nâu em còn 1 bộ nữa. Giống không vậy ta? Tám đen còn nha. Tám nâu cho Kim Tiền Huỳnh. Tám đen còn bộ nữa nè. Mình lấy mình lên giùm em. Tám đen còn một bộ. 101 à. Đẹp chưa. Trời ơi. Tám xanh. Xanh lá nè mấy chị. Mê chưa. Em ghiền cái lô này lắm. Có hàng là em hốt giờ liền luôn á. Tại lâu lâu nó mới có hàng sale á. Rồi tám đen, tám xanh, màu xanh lá đẹp quá trời. Tám đen, tám xanh. Tám kem. Số 8 màu kem, cái này em có đăng hình nè, người mẫu mặc đó mấy chị. Bo thun ở giữa nè, mặc lên nhìn eo gọn lắm luôn, không thấy bụng. Rồi tám màu xanh, tám màu kem. Tiên Nguyễn là lấy tám xanh nha. Rồi tám đen còn, tám kem, tám vàng. Màu vàng nè, đẹp chưa? Kem cho Như Ý Nguyễn. Rồi, 8 vàng. Bung cho chắc. Rồi mẫu khác cái mệt. 8 đỏ luôn. Hết xanh rồi, qua màu khác giùm em. Rồi, 8 đỏ luôn. Phong đẹp lắm mấy chị ơi. 8 vàng cho chị Hồng Hoa. Rồi, đỏ luôn. Đỏ ngoài đậm hơn xíu nha. Đỏ cho chị Tiết Kiều.
chị mặc vừa hết đó chị Minh Nguyệt ơi. Chị vừa hết luôn. Rồi mẫu khác nha. Cái mẫu này mấy chị để ý nè, nó rất là dễ mặc luôn. Nó nhúng nhúng dập ly ngay chỗ này. Rồi phía sau lưng bo thun nè, 60kg đổ về, 45-60kg đổ về vừa hết. Đỏ đang mặc còn nha Phương Minh ơi. Rồi cho em mã phối kem. Phối kem nha, khác cái mẫu hồi nãy không có giống. Phối kem 110 một set, giá là 110. Rồi cái này cho em mã là phối đỏ. Phối kem cho chị Phương Dung. Phối đỏ với lại phối xanh, có 3 bộ à. Rồi phối lấy bộ đang mặc cho chị Phương Minh. Phối kem hết rồi, ra qua phối đỏ với lại phối xanh giùm em. Đưa màu đỏ lại cho coi. Lụa măng gồ mặc mát rượi luôn. Cái chất nó đã tay lắm mấy chị. Phối xanh cho Như Ý Nguyễn. Đây đây. Rồi phối đỏ. Rồi bán bộ đang mặc rồi. Chất đã mấy chị. Chị chưa chốt được mà. Chị có bán rồi. Phối đỏ cho chị Minh Nguyệt. Còn cái Phương Minh chị in chưa? Ở đây. Đúng rồi. Chừng nào mà không kịp nói chị nha. Rồi em còn 2 cục nữa là em hết nha mấy chị. Em còn 2 cục nữa. Chắc đã ghê. Mẹ không ngờ mấy chị mua mắc vậy luôn, 200 mấy luôn. Rồi em lên set này là tay dài mấy chị ơi. Lụa măng gồ mà tay dài nha. Nè, lụa măng gồ phối sọc dày tay dài. Cái tay dài này á, là nó giống cái bộ đầu tiên em mặc hồi nãy chị Trịnh Thùy Trang chỉ mua á. Nè, tay dài có xẻ nè, giống như cái bộ đầu tiên em vô mặc luôn á. Rồi phối cái quần này 100 đổ về nha, form rất là đẹp. Từ 46-47 cho tới là 60kg đổ về, cao gọn thì 62kg luôn. Rồi cho em mã là dài đen nha, dài đen là tay dài á. Dài đen là tay dài nha. Hồi nãy giờ tự nhiên bốc trúng có bộ đó em mặc đầu tiên luôn. Tay dài. Rồi cái này tay dài màu xanh nè, cho mã dài xanh nha. Trời ơi đẹp chưa? Đẹp dữ vậy. Nè, tay dài màu xanh, mã là dài xanh giùm em. 101 một set, hỏi cái giá trên nè. Dài đen cho chị Đỗ Thanh Hương. Rồi còn cái tay dài màu xanh nha, mã dài xanh cho nhanh. Rồi tay dài màu đỏ nè, là dài đỏ. Trời ơi phối đã vừa. Cái thùng ở phía sau nó giãn ra cho mình á, cho nên là mình mặc vô á dễ chịu. Dài màu xanh, tay dài xanh cho Như Ý Nguyễn. Rồi tay dài đỏ luôn. Dài đỏ cho chị Trần Hằng. Cái này cho em phối đi. Phối quá trời màu luôn nè. Trời ơi đẹp quá à. Cái này mặc đi chơi, mặc đi đâu cũng được quá chị. Quá đẹp luôn. Hồi nãy em mặc vô là khách hỏi em là cái gì. Hồi nãy chị gì hỏi em là mặc áo. Em mặc áo hỏi lấy áo liền luôn. Là nguyên set luôn, rất là đã. Mà cái quần này mình phối áo một màu. Còn cái này là mình phối với cái gì cũng được hết. Mặc chung là quá đẹp luôn. Dạ chưa gọi, mai gọi tiếp nha. Tại vì chủ nhật bên em không có nhân viên làm á chị. Chốt không có nhiều. Chốt được không có nhiều đơn hết trơn á. Bắt đầu ngày mai thứ hai là nhân viên vô đủ á nè. Phối cho chị Hồng Hoa. Bắt đầu là ngày mai là nhân viên vô đủ á. Là chốt đơn nó sẽ vô cái luồng chốt đơn giống như bình thường. Chứ hồi đầu năm vô là thiếu nhân viên. Lúc nào cũng thiếu á mấy chị. Năm nào cũng như năm nào. Cho nên là cái tốc độ chốt đơn bên em á nó bị chậm. Rồi. Cái này cho mã hoa cam nha. Hoa cam lấy hàng. Hoa cam. Rồi em lên cái này nữa. Đơn mà chưa chốt á thì mấy chị cứ mạnh dạn mua thêm giùm em đi. Mua thêm là dồn gửi một lần luôn mấy chị. Đơn mà chưa có gọi á thì mấy chị cứ lựa thêm giùm em. Bên em sẽ dồn gửi một lần luôn. Còn đơn gọi rồi là không cần mai shipper giao luôn á. Hoa cam cho chị Trần Hằng. Đơn chưa gọi thì mình cứ mua đi rồi em dồn hết lần. Rồi em qua cổ trụ nè. Em có đăng hình mặt cổ trụ á mấy chị. Để em đo cái ngực lại cái nha. Cổ trụ thì dễ thương. Không thích cổ trụ thì mình gỡ cái nút ra cho thoải mái xíu. Ngực cỡ 98 đổ về nè. Mé 6 60kg thấp thì 58kg đổ về thoải mái.
cái eo thì mình không có lo nè, cái eo nó thun nó sẽ giãn ra, còn cái quần thì đẹp quá, mê cái quần quá trời mấy chị nè, thoải mái cực kỳ, không có kích, không có gì hết trơn á, lưng thun thoải mái, túi sâu ơi sâu luôn. Cái này cho em mã là trụ cam nha, ủa trụ kem, màu kem chứ nè, trụ màu kem nè, trụ màu kem 101 à mấy chị ơi, trụ kem nè, rồi trụ màu cam, trụ màu kem màu cam, trụ màu xanh, màu xanh, màu đỏ, màu đỏ với lại màu nâu. Rồi nhiều đó là hết set đó mấy chị, hết set. Hoa cam, hoa cam chốt rồi chị. Rồi cho em mã trụ nha, để em mặc cái màu nâu cho coi. Cái lụa măng gồ á, mặt nó mềm, nó mát lắm, mà mình giặt máy nó cũng không có nhăn nữa mấy chị. À, mấy cái mã dài là nó hết nha. Mã mà dài là tay dài á, là không còn bộ nào hết. Tranh thủ chốt nha, có nhiêu đó mà kiếm không ra nữa đâu. Đây em mặc vô nè, cho mấy chị coi, dễ thương lắm. Cài hết luôn ở thành cổ trụ vậy nè, mà mình lấy hở hở ra cho nó khỏe người. Rồi trụ xanh cho chị Trần Thị Thu Hà, trụ đỏ cho chị Tư Nguyễn. Rồi em bung cho mấy chị coi nha, mặc cái quần vô đã. Bữa mua được bộ sale hả? Ờ đúng rồi, trước Tết ha, cái đó là mình mua trước Tết, chứ giờ kiếm đâu ra. Đầu năm tự nhiên bé nó gọi, gọi nó là có cái này sale này chị lấy không. Rồi xong cái thấy cái hình cái là biết là mấy cái mẫu đó nhiều khi mình bán rồi, nhưng mà cũng lấy về, tại cái đợt đó bán còn rốt mấy bộ là mình bị xả, bị bơm về nha, chứ không phải em bán không được nha mấy chị. Trụ cam cho chị Tí Kiều nè, đợt trước thì em cũng bán cho mấy chị có 100 mốt à. Lạnh lùng hả chị, chị tát bạn chị phải không. Đây hồi nãy trụ gì vậy, trụ nâu đúng không, trụ nâu là em đang mặc, trụ nâu cho chị Hoàng Hằng. Này hồi nãy em nói trụ gì vậy, trụ cam hồi nãy chị đưa cho chị Tiết Kiều là ấn hào với em, cái chị mới chốt á. À cái đó là hoa cam rồi, này vàng hả chị, trụ vàng nha, em like rồi em không biết màu gì luôn trời. Vàng là nâu là em đang mặc nha, cái này ở ngoài dễ thương lắm. Rồi bông xanh với đỏ cho mấy chị coi, làm hết hàng rồi, đưa mấy cái bộ lúc đầu cho mấy chị coi, bộ có tay lúc đầu em đưa lại cho mấy chị coi nè. Trong cái này em qua thiết kế đẹp lắm, áo thun rồi xanh đẹp chưa, xanh em còn có bộ à. Giá là 101 với chị, xét thiết kế. Cái này khách em mua 200 mấy không à. Rồi bộ nhân nhân đi. Ừ. Đồ xanh có ai chốt đâu, đáng rồi. Đây cái mẫu này, cái mẫu này là phối đỏ nè, cái cổ đắp chéo qua nè mấy chị, có hai nút nè, phơm cũng 45-60kg đổ về luôn. Cái này ghi mã cho em là phối đỏ nha, phối đỏ đấy hè, phối đỏ em còn 2 bộ, phối đỏ là em còn được 2 bộ. Cái gì còn cái này á, là đỏ đậm. Này cho em mã đỏ đậm nha, mã đỏ đậm, trụ xanh cho chị Hòa Bùi. Cái này là mã đỏ đậm nè, mã đỏ đậm. Rồi đưa mấy kia cho chị luôn. Đỏ đậm cho chị Đỗ Thanh Hương, đỏ đậm cho Như Ý Nguyễn. Rồi cái này cho em mã là phối đen, phối đen cài cổ sơ mi á. Phối đỏ cho Trần Hằng, này phối đen. Dạ 8 kem hả, để em đưa lên chị coi lại giùm em nha, cái em cũng quên á. Cái mã hồi nãy em chốt xong em cũng quên. Này là mã phối đen nè, phối đen cho chị Trà Nguyễn Thị. Đây phối đen, này là trụ nâu chị. Này hồi nãy em cho mã gì em cũng quên luôn nha chị. Rồi cho em mã 20. Rồi này cho em mã 20. 20 là màu cam hột gà hay sao á, cam 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 sữa hay là vàng sữa gì đó.
cho mã số 20 nha. Mã số 20 cái quần nó thoải mái lắm. Mã 20 là được 2 bộ. Cái kem đi chị. Mã 20 được 2 bộ. Rồi này là kem nè. Phải 8 kem là này không chị? Em có nhớ. Cái này mã là set kem giùm em. Set kem. Hàng này không có mỏng nha. 20 cho chị Hà Thanh Viễn. 20 em còn set nữa. Cái quần này mấy chị nhìn là mấy chị biết là 60kg thì mặc được thoải mái. Rồi mã này là set kem. Đỏ đậm hết nha chị. Hết đỏ đậm. Khác nha, khác mẫu. Set kem cho chị Hòa Bùi. Ông này khác nha, cái này giống bộ chị mặc nè. Cái này mình làm mã khác. Rồi cái này cho em phối đỏ đi, mã khác với chị. Nó hỏi lộn em xỉu luôn. Làm lộn quá mấy chị. Giao hàng lộn cái tài chữ cho nghe. Mã 20 còn set nữa. Cái này mã phối đỏ giùm em đi. Set kem hết. Set màu kem hả? 101 nha chị. Set thiết kế 101. Rồi cổ trụ, cái này cho em mã hoa kem. Cổ trụ hoa kem. 20 cho chị Đỗ Thanh Hương. Phối đỏ Trà Nguyễn Thị. Rồi lên mã cho em là hoa kem. Phối đỏ là cái đậm. Cái kia là gì đó quên rồi. Hồi đại. Hồi cái lộn mã tùm lum luôn á. Đây hồi là mấy chị biết là cái mã nó lộn tùm tèo luôn á. Trời đẹp quá nè. Cổ trụ luôn. Cái này mấy chị cho em mã số 1 nha. Đẹp chưa? Mã số 1 dễ thương quá à. Mã số 1. Chốt đi, lâu lâu mới có hàng sale, mai mốt kiếm không ra. Mấy chị nói không thấy em bán mua chỗ khác tiền không á. Tại nhiều khi có sale em mới bán với chị. Cái này cho em mã hoa vàng nha. Em đưa hết luôn. Chị nào ưng màu nào thì lấy màu đó. Cái này là hoa vàng nha. Số 1 cho chị Hòa Bùi. Rồi này hoa vàng. Em hết màu và con này cho em là hoa nâu nè. Cái kem đó là cái gì? Hoa kem hả? Trụ kem. Rồi này hoa cam giùm em nha. Hoa cam. Em hết mẫu rồi đó. Hoa cam à, đưa cái đỏ là cái nữa. Rồi nâu em mặc còn. Em cài hết nút rồi mấy chị coi. Tại có cái mạc nè. Nó mất thẩm mỹ cái vụ mạc đó chị. Cái mặt lên rất là đẹp. Em còn cái này nữa. Còn set có tay nè. Còn lại là em còn trụ thôi. Set có tay này là mấy chị chốt cho em mã có mã là mã 10 đi. Mã 10 nha. Nhìn đẹp chưa? Mặt lên tao nói bá cháy luôn. Mã 10 đi ha. Rồi vậy là em còn hoa cam, hoa vàng, hoa kem với lại hoa nâu là em hết set nha. Là hết set nè. Nhưng mà em còn nhiều set đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Mua hàng em là bao mê luôn á. Hết số 1 rồi, qua màu khác giùm em đi. Chốt cho em màu khác đi. Rồi về không có nhiêu bộ hết á. Chia ra, tao nói... Người xét. Người nhà con em đó. Hồi chịu lấy xét này đó. Mặt rộng mà mê quá trời mấy chị. Xét này là hàng Quảng Châu nha. Xét này là hàng Quảng Châu. Nè. Chất rất là đẹp luôn. Chữ là chữ thêu. Cô Tông là cô Tông còn mịn hơn Thông Thái. Viền hai sọc. Viền hai sọc mấy chị ha. Nè. Đó. Cái quần của mình là đã chưa. Xét này là từ 45 cho tới là 60kg nha. 60kg đổ về đẹp. Lấy hoa nâu cho Dương Thúy. Rồi set này giá cũng 101 luôn. Đẹp mà xỉu luôn á mấy chị. Chị lấy lên mã cho em là set trắng nha. Cái quần này nhận hàng đi rồi cái phải đi. Trời ơi hàng Quảng Châu nó đẹp dữ lắm. 101 luôn. Cho mã set trắng. Hàng đẹp dữ lắm mấy chị ơi. Set trắng lấy hàng nha. Em nhớ còn set nữa để đâu không thấy nữa. Set trắng cho chị Trần Hằng. Em nhớ còn xếp nữa, không biết xếp bỏ đâu. Nói vậy chứ bán cho mấy chị lóc này để tương tác cho mấy chị nè. Tương tác nha, nhớ chia sẻ cho em nha. Chia sẻ cho em đi. Em bán được số lượng và em sẽ theo cho mấy chị số mã. Giá rất là đẹp luôn. Giá rất là hấp dẫn luôn. Rồi, áo khung 59.000. Hàng chất lượng nha. Hàng này em bao chất lượng cho khách nhà mình luôn. Cua tông khô loại 1 nè.
áo nữ cổ lật đẹp lắm, mà sale sao có 1 cục à, có 1 cục một. Đây, giá 59.000 cái, đẩy cái đó ra, đẩy cái ra phía xa luôn. Đó, đẹp chưa, nữ bên mặt á, từ 40 tới 65 cái độ về vải mềm lắm, giặt máy vô tư nè. Chất rất là mịn nha, chứ không phải mà khô mà cứng ngắt đâu, khô cứng ngắt không xài được. Đẹp chưa, rồi, lên mã cho em 59 xanh. Sửa giá 59.000 nè mấy chị, tranh thủ chốt nè. Giá bao rẻ luôn á, bao rẻ bao xỉ luôn. Ê, chị nói sao? Rồi lên mã cho em là em để bên hông bên đó đi, bên đó đi. Bên đây nguy hiểm quá. Rồi em ngồi xích qua đây. Đấy, em ngồi xích qua đây. Rồi 59 xanh lấy hàng giùm em nha. 59 xanh. Áo thun đẹp chưa? 59 xanh. Màu kem mấy chị ơi, 59 màu kem. Cái chữ của mình á là cái chữ nó in nổi lên luôn, là cái mẫu mới nhất, mới nhất là 2023 là mới có in nổi lên rồi nó cườm cườm á. Là mẫu mới của 2023 nha. Rồi cho em mã 59 kem. 59 kem, 59 xanh, 59.000 cái áo thun tiện luôn. 59 trắng luôn mấy chị. Đã chưa? Chất đẹp dữ lắm luôn, hàng 3158 xịn nha. Chứ cái loại này nó cứng ngắc rồi mấy chị, mặc cũng không có ra cái gì hết á. Rồi lên mã cho em 59 xanh, 59 kem, 59 trắng luôn. Rồi cái này cho em mã chữ xanh nè. Đẹp lắm luôn mấy chị, chất liệu rất là đẹp. 59 trắng cho chị Trần Hằng. Rồi cái này cho em mã chữ xanh. Chữ xanh nha. Chốt áo thun đi, áo thun nó dễ mặc nhất luôn. Áo thun là dễ mặc nhất. Cái quần của cái lô này đẹp mấy chị. Để mặc áo cho mấy chị coi một cái. Nó có mấy cái à. Xíu em qua cái set xịn lắm. Với lại có mấy cái khoác vest mà bị xả. Bộ 110 là bộ nè. Bộ 110 là bộ nào? Bộ dài mới này không? Rồi cái này là mã cho em là chữ xanh nha. Lên mấy cái áo thun đi. Rồi qua mấy cái hàng kia. Cho mã chữ xanh 59.000. Chữ xanh 59.000. Rồi này cho em mã hồng dâu 59.000 cái, chất vải bao xịn cho mấy chị luôn. Chữ nổi lên trên. Nè. Rồi đợi xíu chị kiếm lên, có xếp đẹp lắm. Rồi lên mã cho em hồng dâu. Hồng dâu được 2 cái nè, 59.000. Hồng dâu được 2 cái. Thả like, thả tim, chấm bài tương tác em mấy chị ơi. Mấy chị chốt toàn là hàng xịn không á. Đầu năm là bán hàng đẹp. Hàng đẹp nhức nhối luôn. Rồi set Quảng Châu nha. Set Quảng Châu đùi nè. Set này mà không mua là tiếc nuối á. Em là em thấy set này làm hốt liền nè. Set Quảng Châu nha. Chất liệu bao mát, không mát không ăn tiền. Cái quần nè mấy chị, đã chưa? Đã chưa? Trời ơi. Hồng dâu 59 cho chị Nhung Trần. Rồi 80.000 set, 80.000 set. Form của mình là, để em coi, đi size gì. Rồi size 60, 65kg nha. Ghi mã cho em là đùi 2X. Đùi 2X 80. Đùi 2X 80. Đùi 2X 80. Ghi giá 80 chị. Đùi 2X 80. Rồi đùi M. Đùi M với lại đùi L. Đùi ML với 2X. Hàng có size. Giá 80.000 tranh thủ mua đi, phải trầu ơi rồi. Nó mát cái tay mấy chị luôn. Đùi giùm em 80.000. Mã là đùi ML với 2X. Em mò 55-57kg nha. Gọi L 60kg đổ về. Còn 2X là 65kg đổ về. Cắt đó mà không đẹp, khỏi ăn tiền mấy chị luôn. Bao đẹp. Đùi 2X cho chị Vườn Hồng Thu Cường. Rồi còn M với lại L. Còn ML có 80.000 mà đẹp lắm. Em bao đẹp. Hết 2X rồi chị ơi. Rồi em lên Latin mắc tiền nè. Latin nói chứ mắc tiền là mắc tiền ngoài shop. Chứ vô shop em là rẻ liền. Cái vải nó mịn nè, set thiết kế nè mấy chị. Cái vải nó rất là mịn nha. Cái quần của mình là quần dài nè. Set này có 99.000 thôi. Bán cho mấy chị có 99.000 set thôi. Giá này khỏi suy nghĩ nha. Trời ơi, cái vải đã chất Latin, mấy chị biết cái chất này không? Chất này là mắc nhất trong tất cả các loại vải luôn á. 99.000. Đợi xíu nha. Đo ngực cho mấy chị cho vừa.
ngực 98 nha, 55-57 ký đổ về, mặt đẹp từ 46-47 ký trở lên, lên mã cho em là dài vàng, giá vô 99. Chốt rồi, không biết mặc như cái giò vậy bỏ ra nha chị. Vườn hồng gì bỏ ra, vườn hồng gì mới vừa chốt bỏ ra, cái bộ mới chốt em, cái bộ đùi 80 á, chị chốt xong chỉ biết nhiêu ký giò sao. Thả ra, lấy cái đùi 2x cho chị Hiệp Sơn. Lấy bộ vàng cho chị Tiến Kiều. Mấy chị ơi, em tư vấn rất là kỹ, mấy chị đang mưa mạng không biết mà dụ hay không, đừng chốt nha. Tại chốt rồi xả ra cũng vậy à. Hồi sáng giờ hả, chốt đơn mà xả ra 50 bộ á. Xả ra 50 bộ, mấy chị biết em bán cực khổ mà được bao nhiêu bộ đâu, mà xả ra 50 bộ. Những người đó là em không bán lại nha. Rồi cái này lên mã cho em là dài hồng. Em bán cực lắm chứ em bán đâu có sung sướng gì đâu. Rồi lên mã em là dài hồng. Hỏi bộ vàng hả, trời được cơ. Chị ơi, chị em vừa like em tư vấn mà chị hỏi như vậy rồi em xả ra rồi chị mua hàng khác đi chị. Mua hàng khác lại giùm em nha, xin lỗi chị nha. Em tưởng là cái bộ mối chốt mà chị hỏi là em xả liền á, tại vì mình đang lăn tăn á thì em không dám bán. Nè, xả quá đâu mà đó cũng không xả, em thấy đau lòng. Rồi em xíu nha. Ma siêu phẩm của em bán riêng được mấy cục trời. Bữa nay là em có cái gì ta, em có cái bộ ngố thun thái đẹp lắm, ngố thun thái đẹp lắm. Rồi chốt bộ hồng, chốt bộ hồng cho em nha. Áo đang mặc 59.000, 65 kg dừa, 65 kg dừa. Bộ này là bộ Quảng Châu, chất cô tông thái dày mịn nha, rất là đẹp luôn, chữ thêu. Cái này bộ chữ ký nha mấy chị, bộ chữ ký 99.000 bộ luôn, bộ dài. Bộ này 55-57 ký đổ về thôi, 55-57 ký đổ về thôi nha. Cho em mã dài trắng, dài trắng này là hàng Quảng Châu nha, cho nên chất vải của nó đẹp lắm. Dài trắng 99.000, dài trắng 99.000. Rồi bộ này mà mấy chị không mua là tiếc nè, nó là 2 trong 1. Cái này hiệu em đưa nhanh nha mấy chị nha, kiếm cái hiệu. Một cái lót ở trong, rồi một cái này ở ngoài, rồi cái quần legging dài luôn, dính hiệu nha. 55 kg đổ về, lên mã giùm em là bộ phối 99 luôn. Áo xanh đang mặc 59 cho Phương Triều, bộ phối 99 luôn nha, dính hiệu á, đưa nhanh nha. Trời chắc đã chưa. Rồi bộ ngố nè, ngố 89.000, từ 45 cho tới 55 kg, mã là ngố trắng nha, hàng Quảng Châu á, cho nên là chất đã lắm. Cái bao này xài được hả? Cắm bài tương tác em mấy chị ơi, hết thấy bình luận rồi. Áo xanh đang mặc Phương Triều, còn mấy bộ nó đẹp mà không mua. Rồi em lên cái set ngố nha mấy chị nha, set ngố đồng giá 99.000, set ngố thun thái á, ngố thun thái 99.000. Đây, cái này chị ghi mà khỏi ghi. Đây, áo thun phối với lại quần ống mơm là set ngố, form là từ 45 cho tới 60-62 ký đổ về nha. Cho mã ngố trắng thun thái. Này em làm gì nè, chị chỉ nè. Đưa qua cái em để cái quần gì nè, để quần gì. Còn cái áo làm gì nè, đưa lên cái gặp lại như nè. Không, cái bỏ cái quần lên, không làm gì là xong, hiểu không? Là nó ngay luôn, mình thấy mẫu luôn. Ngố trắng lấy hàng nha, 99.000. Còn này là áo màu đỏ đô nha mấy chị, áo đỏ đô phối với lại quần đen, size 60-62 kg, từ 45 kg trở lên nha. Chị nào mà mông to quá thì 60 kg đổ về giùm em nè. Ngố đỏ lấy hàng mấy chị ơi, mã là ngố đỏ nha, mã là ngố đỏ 99.000. Ngố còn có mấy cục là hết, còn mấy cục là hết ngố, chất vải đã lắm mấy chị. Rồi ngố hình con vịt, chất thun thái xịn luôn, hình con vịt nha. Cái quần màu đen, size 60 kg đổ về luôn, 40-60 kg, mã là vịt xanh giùm em nha, mã là vịt xanh, mã vịt xanh lấy hàng.
chị Trần Hằng. Quả đã lắm mấy chị ơi, mặc thử set cho mấy chị coi nè. Ngố là thun thái mà mấy chị mặc mấy cái hàng này á, mấy chị có thể là lấy áo với quần mặc riêng được nha. Giống như một set ngố là áo là mình mặc như áo thun rồi, nè nó là áo thun nè. Còn quần mới có thể phối rất là nhiều cái áo thun mình có sẵn luôn. Những cái áo thun mà mình mua áo lẻ đó thì mình có thể phối liền với lại cái quần này nè, nó ra set liền. Rồi lên mã ngố xám luôn, 99 ngàn. Đó, mặc set ngố là lên vậy. Quần có túi nè. Rồi lên mã ngố xám cho em 60 kg về. Hết ngố đỏ chị ơi, hết ngố đỏ rồi. Rồi hồi nãy là em chốt ngố trắng nè, rồi vịt xanh nè, ngố em đang mặc là ngố xám nha. Rồi này cho em mã vịt nâu. Còn nha Hằng Nguyễn, ngố xám đang mặc cho Trà Nguyễn Thị. Rồi cho em mã là vịt nâu vịt xanh. Phở mỡ có chị, chốt phở mỡ đi, em bán gần hết rồi á, hàng về em bán hơn nữa rồi. Màu đỏ nha, cái này lên mã cho em là gì vậy? Hình gì? Rồi mã giùm em là gấu đỏ nha, hình con gấu hay sao? Gấu đỏ 60 kg đổ về. Ngố xám hết, hết xám rồi mấy chị ơi. Mặc vô là đẹp hả? Trời ơi, mặc vô là đẹp. Rồi con gấu đỏ giùm em nha, gấu đỏ nè. Cái bộ phối nè, đồng giá 99 ngàn, giá rẻ quá trời. Phối này mấy chị mà có bé mua cho bé mặc cũng ok nha. Form là từ 40 cho tới 53 kg, 40 tới 53 kg nha. Nè cái quần lở nè, cái này cho em mã là phối nha, 99 ngàn. Trời ơi, đẹp lắm. Cái này chị nào có bé ba mấy ký mặc cũng được, nó mã phối giùm em nha, 99 ngàn. Đưa cái bộ trắng cho chị mặc đi. Ừ, vịt nâu cho chị Trà Nguyễn Thị, gấu đỏ cho chị Kim Tiền Huỳnh. Để mặc cái bộ đầu tiên cho coi, bộ phối cho Đinh Thị Tường Vi. Ui sặc luôn. Em mặc bộ đầu tiên là mã là ngố trắng thôi. Mã ngố trắng. Trời, hàng chi, đợi xíu nha. Mở 22 độ. Chịu gì nổi.